Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang Audio. Thì ngày hôm nay bên em đã vệ sinh xong lô mic Beyer K890 đuôi chuột các bác nhé. Đây là dòng mic đời cao. Phải nói là lô này về cực kỳ đẹp, đẹp từ đầu đến thu đến tay mic luôn cho các bác và anh em. Đấy thì buổi chiều ngày hôm nay thì em cũng làm để gửi đi cho một số các bác và anh em đặt hàng cái dòng mic Beyer K890 này. Thì ở đây là một cái sản phẩm mic mà em đánh giá rất cao về chất âm của nó các bác nhé. Đặc biệt thì các bác và em đã sử dụng những cái dòng mic Beyer 790A hay là K890 của bên cửa hàng em thì các bác và em biết rồi. Thì cái lô này em về bán cho các bác và anh em là cái giá kích cầu trong cái mùa ế ẩm âm thanh này là 2.500.000 một bộ bao ship các bác nhé. Và vẫn bảo hành cho bác và em là 90 ngày lỗi 1 đổi 1. Đấy, lô này về phải nói là đẹp từ đầu thu đến tay mic. Và đây cam kết với các bác và anh em là hàng Beyer chính hãng xịn do công ty Beyer sản xuất nhé các bác nhé, chứ không phải hàng loại 1, loại 2. Đấy, cam kết với các bác và anh em là hàng Beyer chính hãng xịn, nên là các bác và anh em dùng loại này thì quá yên tâm. Thì về đầu thu của nó thì dòng này nó vẫn là dòng đầu thu màu vàng gold, và tay của nó là tay da cá màu vàng gold, rất đẹp con này, rất đẹp luôn. Thì đây là bộ mic mà em làm để chiều nay gửi đi cho các bác và anh em. Đấy thì tất cả những bộ mic này nó là dòng mic nguyên bản, lẫy pin còn nguyên, tiếp xúc pin còn cực kỳ đẹp quá nhá. Nói chung là đây nó là hàng siêu lướt rồi. Đấy, với giá tiền là 2.500.000 một bộ bao ship cho bác và anh em. Đấy, 2.500.000 một bộ thì các bác và em sở hữu cho em bộ mic Beyer BSK890. Thì với tầm tiền 2.500.000 thì các bác và anh em bỏ ra, nếu mà mua những hàng mới thì các bác và anh em chỉ mua được những hàng nhái hay là hàng loại 1, loại 2 các bác nhá. Chứ còn nếu mà để mà 2.500.000 mà mua được mic mới của công ty Beyer sản xuất thì hơi bị khó các bác nhá. Thì các bác và anh em chỉ có chơi dùng hàng lướt thôi. Đấy, đây nó là cái sản phẩm hàng lướt cực kỳ đẹp cho các bác và anh em sử dụng gia đình, hay là các bác và em có thể là sử dụng trong sự kiện kẹo kéo, rất ok luôn các bác ạ. Một ngày buồn năm sầu bình ly, một ngày buồn năm sầu bình ly. Đấy, phải nói là khi mà gửi đi cho bác và anh em thì em cam kết với các bác và anh em là em điều chỉnh hai chất âm mic của nó là 19-10 các bác nhá. Đấy, 19-10, nên là các bác và anh em về dùng những cái bộ mic mà em gửi cho bác và anh em thì các bác và anh em phải nói là yên tâm. Đấy, khi bỏ đồng tiền ra để mua những cái sản phẩm mic Beyer xịn của bên em. Một ngày buồn năm sầu bình đi, một ngày buồn năm sầu sầu. Đấy thì những cái dòng mic này thì nó cực kỳ đều ba giải cho bác và anh em khi sử dụng karaoke gia đình. Thì bác nào mà quan tâm đến cái sản phẩm mic Beyer BSK890 này với giá tiền là 2.500.000 bao ship, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 thì liên hệ với Hương Giang theo số điện thoại là 0979 987 696. Rồi chân thành cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.